Trải nghiệm dẫn người yêu đi thử váy cưới nè, và chụp ảnh couple sẽ như thế nào. Còn xét chụp ảnh couple cưới thì cũng đang khá là hot gần đây. Mà chạy ngang cái đường Lũy Văn Bích đó, thì cái tiệm Phil Studio này nè, đồ rất là đẹp luôn. Vậy nên bây giờ thì mới có clip cho mọi người coi nè. Nhân viên bên Phil thì tư vấn rất là nhiệt tình luôn, có rất là nhiều concept cho mọi người lựa chọn. Ở đây tôi show một vài cái cho mọi người coi ha. Còn tôi với bầu tôi thì thử ba bộ, thì ba concept khác nhau. Đầu tiên là concept váy ôm, thì cái bộ này bộ tôi mặc rất là tôn dáng luôn ý. Mà đồ thì làm chi tiết rất là chỉnh chu luôn, cho nên tôi không có gì để chê luôn ý. Concept thứ hai sẽ là váy xòe lộng lẫy ha. Thì cái concept này sẽ biến người yêu tôi như là cái nàng công chúa vậy, rất là đẹp luôn. Nhìn một cái thôi là biết vải tương lơ chứ còn gì nữa. Và cuối cùng, ai mà thích cái sự basic thì có thể lựa chọn váy cưới chữ A như thế này ha. Vừa tôn dáng nè, đơn giản mà lại rất là đẹp nữa. Thử đồ xong thì tôi cũng chốt cái gói chụp studio ý. Mà bên Phil chụp hình nó rất là đẹp luôn. Tôi nhìn album thôi còn thấy mê nữa ý. Tới đây nhiều bạn cũng hỏi là tại sao tôi không có thử đồ đúng không? Tại vì cái bộ vest mà theo size của tôi thì đang được cho thuê hơi xưa một tí, nhưng mà ở đây rất là nhiều vest cho mấy ông nam luôn. Còn về váy nữ thì còn rất là nhiều concept khác, tôi nghĩ là mọi người tới đây trải nghiệm sẽ ok hơn á. Và đó chính là trải nghiệm của tụi mình. Mà hồi nãy tôi nghiếu thử thì bên Phil ở đây có rất là nhiều ưu đãi cho cái gói chụp ảnh cưới luôn. Mấy ông mấy bà mà thích đúng không? Thì tôi sẽ để địa chỉ ở đây nha. See ya.